Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 18 tháng 10, cường độ bão số 6 sẽ ở giai đoạn mạnh nhất, có thể đạt cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Tuy nhiên sau đó bão sẽ giảm dần về cường độ và tới ngày 20 tháng 10 thì nhiều khả năng sẽ là áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Bắc Trung Bộ. Diễn biến của bão còn thay đổi trong thời gian tới, quý vị chú ý cập nhật liên tục để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 13 và giật cấp 15. Khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Còn tại Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trở lại với thời tiết các tỉnh đất liền. Các tỉnh miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh tăng cường nên trời không có mưa, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất ở quanh mức 28 đến 31 độ, đến tối và đêm sẽ giảm về dưới 21 độ, trời lạnh, vùng núi trời rét. Không khí lạnh khô xâm nhập xuống làm cho trường gió ở hầu khắp các tỉnh Trung Bộ chuyển hẳn sang hướng Tây Bắc đến Tây. Đới gió này là đới gió khô thổi từ lục địa ra biển, vì thế nó không mang ẩm, nên hầu khắp 14 tỉnh thành miền Trung đều trong trạng thái ít mưa, trời tạnh ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Trung Bộ dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Không chỉ tác động đến Bắc và Trung Bộ, không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng xuống cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khiến nhiệt độ thấp nhất hạ xuống. Cảm giác se se lạnh đã xuất hiện tại một số tỉnh miền Nam. Đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng lên 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên, còn với Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Đến đây bản tin thời tiết sáng 18 tháng 10 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.